giới thiệu công ty sản xuất và thương mại PP. Bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 2004 và đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô cả trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành giấy. Mục tiêu hàng đầu của PP là đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đa dạng của khách hàng. Năm 2008 Công ty đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2000, cùng với chứng nhận, tiêu chuẩn quốc tế khác. Những nỗ lực này đã giúp PP vượt qua giai đoạn đánh giá và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. 2000 cho tất cả các hoạt động như xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất giấy tisu, gia công và sản xuất vở. PP là nhà sản xuất các sản phẩm giấy in, giấy viết và cũng có dây chuyền in và gia công các sản phẩm vở nội địa và xuất khẩu. Với công suất sản xuất 50.000 tấn mỗi năm, PP cung cấp sản phẩm giấy cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang thế giới. Bên cạnh đó, pp cũng kinh doanh nhập khẩu giấy bột giấy giấy phế liệu và các vật tư ngành giấy để cung cấp cho các nhà máy giấy lớn tại việt nam pp đóng vai trò là đại lý bán hàng bao tiêu các sản phẩm giấy in giấy viết giấy bao gói giấy bìa cứng cho các nhà máy trên cả trong và ngoài nước với đội ngũ nhân viên trẻ năng động và am hiểu về sản phẩm pp đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu và một đối tác sản xuất tiềm năng trong ngành công nghiệp giấy việt nam hợp tác với pp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn cung cấp, với nguồn nguyên liệu dồi dào và sản phẩm đa dạng với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. P. P. Cam kết luôn nỗ lực mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.